làm chuyện đó cho bà nhỏ tuy có hơi vất vả nhưng mà cái kết thì là đã mọi người đã đi học lại chưa hôm nay mình đi học rồi nè ui rồi tưởng là học cái gì thật ra là học làm bánh năm nay thì má mi sẽ chơi lớn đích thân tự tay làm bánh sinh nhật cho bé kỳ Quy. công thức và nguyên liệu là cô giáo đã chuẩn bị hết rồi mình sẽ học từ 5 đến 10 buổi tới khi nào làm được cái bánh thì mới kết thúc khóa học ghê chưa ghê chưa bạn nào muốn có một cơ bắp cuồn cuộn vạm vỡ thì cứ trộn nguyên liệu bằng tay nhưng mi sẽ trộn nguyên liệu bằng máy chứ trời ơi quánh bằng tay chắc nữa trèo đơm rồi ba tuổi làm rất là nhiều món ăn vặt Kiểu nhưng đây là lần đầu tiên mới dám làm bánh kem Tưởng chừng như là rất là khó và vất vả Nhưng mà không nghe trời ơi Nó dễ như là uống một ly trà sữa full topping gì đó Sau khi mà mình đã mang bà bánh bông lan từ trong lò nướng ra Còn bây giờ mình sẽ giao lưu nhẹ cùng với bà kem Thích nhất là cái khúc pha màu cho kem Mà sợ hãi nhất đó chính là cái khúc tạo kiểu Khúc này là cô giáo sẽ hướng dẫn cho mình cái cách mà mình bắt kem ha Nhưng mà vẫn câu đó đời thường không như là mơ Lây hoay một hồi bắt làm màu các kiểu mà đến phút cuối cùng á thì phải nhờ cô giáo quánh cái bánh kem nó mịn ra thôi chứ tay nghề mới học một ngày như mình làm sao mà được ủa xí cái thau kem mới đã đây mà đã mất tiêu rồi ý anh nè he đã không có được thông minh rồi mà còn bắt cô giáo dạy cho những cái pha làm khó nữa chứ Đấy là khi cô giáo dạy Còn đây là kem chảy khi tự tay học trò làm Sau khi đã định hình được mẫu vẽ Bây giờ mình sẽ bắt kem viền Sau đó tô màu lên cái hình Bầy quá trời bày luôn Mà buổi học ba cô trò đó chỉ với nhau cười xíu Sau 3 giờ đồng hồ nhờ cô giáo tận tình chỉ bao Đây là mẫu mình mong muốn Và đây là thành quả mình làm được Cũng rất gì đó phải này nọ chứ bộ Mạnh dạn nó cái trò này quá dễ Qua game